Israel tuyên bố sẽ làm cỏ Hezbollah sau khi đánh bại Hamas. Thiếu tướng Tomer, tư lệnh không quân Israel, cho biết Hamas sắp bị đánh bại và quân đội Israel đã sẵn sàng mở mặt trận mới ở phía bắc chống lại Hezbollah. Ông Tomer đưa ra tuyên bố này tại buổi lễ tốt nghiệp của các phi công trẻ. Ông Trump cảnh báo Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc, Nga và Triều Tiên không sợ Tổng thống Biden và có khả năng tiến hành các cuộc chiến mới. Thị trường IPO châu Á chững lại. Thị trường IPO ở châu Á đang chững lại sau khi thương vụ IPO lớn nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương của hãng trà sữa Trung Quốc, CHP Panda, liên tục giảm giá. Ấn Độ ngày càng xa rời Trung Quốc. Ấn Độ đang thể hiện dấu hiệu ngày càng xa rời Trung Quốc khi có động thái mới liên quan đến Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO. Tin tức trong nước, sao quyết định mới về thẻ căn cước công dân sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Sao vụ nữ tài xế ở Vũng Tàu tông chết hai mẹ con và làm 5 người khác bị thương, công an cung cấp chi tiết vụ việc. Sao 90 người lang thang được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Sao điều tra kín tiếng hé lộ hoạt động buôn bán chó mèo lấy thịt dọc quốc lộ A. Cựu Tổng thống Donald Trump, năm nay 78 tuổi, đã chỉ trích cay gắt Tổng thống Joe Biden về việc rút quân khỏi Afghanistan vào mùa hè năm 2021, cho rằng điều đó đã khuyến khích Nga tấn công Ukraine. Đó là một ngày đáng xấu hổ trong lịch sử nước Mỹ, ông Trump tuyên bố, đồng thời bỏ qua thực tế rằng chính quyền của ông đã đồng ý với Taliban về việc rút quân. Trong một cuộc tranh luận nóng bỏng, Tổng thống Biden, năm nay 81 tuổi, bị cho là thiếu năng lượng và thường xuyên dừng lại giữa chừng. Ông cũng nhầm lẫn về loại tên lửa Iran tấn công Israel. Phóng viên CNN John King gọi đây là cuộc tranh luận thay đổi cuộc chơi theo cách tồi tệ nhất đối với Tổng thống Biden. Cả hai ứng cử viên đều thảo luận về thành tích của nhau, nhưng Tổng thống Biden thể hiện ảm đạm, có thể ảnh hưởng tới lá phiếu của cử tri. Phó Tổng thống Kamala Harris thừa nhận ông Biden có khởi đầu chậm chạp nhưng kết thúc mạnh mẽ. Sự lựa chọn của cử tri vào tháng 11 liên quan nhiều đến chính sách hơn là thành tích trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút. Tuy nhiên, ông Van Zon, cựu cố vấn của Tổng thống Barack Obama, cho biết đã đến lúc Đảng Dân Chủ phải thay đổi ứng cử viên. Ông ấy là một người đàn ông tốt, ông ấy yêu đất nước của mình. Ông ấy đang làm tốt nhất có thể. Nhưng ông ấy vừa trải qua bài kiểm tra để khôi phục lòng tin của người dân và ông ấy thất bại. Bây giờ chúng ta vẫn còn cách xa Đại hội Đảng Dân Chủ, vẫn còn thời gian để tìm kiếm một ứng cử viên mới, ông John chia sẻ. Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định chính quyền của ông đã cứu đất nước khỏi một cuộc khủng hoảng kinh tế tương tự như năm 1929 sau khi đại dịch COVID-19 tàn phá. Ông cho rằng thuế quan 10% được đề xuất trước đó sẽ được áp dụng cho các quốc gia đã lợi dụng Hoa Kỳ trong nhiều năm, như Trung Quốc. Theo ông, mức thuế mới sẽ giúp giảm thâm hụt ngân sách, tạo ra sức mạnh mới để các ngành phát triển. Vào cuối tháng 7, Hoa Kỳ và Philippines sẽ tổ chức cuộc gặp 2+2, cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của hai quốc gia. Theo Nikkei Asia, cuộc họp này nhằm củng cố mối quan hệ giữa hai nước trước áp lực từ Trung Quốc trên biển. Philippines và Nhật Bản cũng được cho là sẽ tổ chức cuộc họp tương tự vào cùng thời điểm. Động thái này diễn ra khi Philippines dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cứng rắn hơn trước Trung Quốc về những khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Ngược lại, Trung Quốc phớt lờ phán quyết của Tòa án Quốc tế năm 2016 về đường 9 đoạn ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bao trùm lên vùng biển của Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei và Philippines. Hoa Kỳ và Philippines là đồng minh theo Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951, theo đó mỗi bên sẽ giúp đỡ bên kia nếu bị bên thứ ba tấn công. Liên minh Hoa Kỳ-Philippines phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, đặc biệt dưới thời Tổng thống Marcos, người có gia đình chạy trốn đến Hawaii sau cuộc cách mạng năm 1986. Cha của ông là một nhà độc tài, sự gần gũi của hai nước còn thể hiện qua việc hải quân thường xuyên tập trận chung. Thị trường IPO toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là ở khu vực châu Á. Theo thống kê, số lượng đợt IPO tại Ấn Độ chỉ đạt 216, giảm 43% so với năm trước. Giá trị huy động vốn cũng giảm 73% xuống còn 10,4 tỷ đô la Mỹ. Ông Jia Chan, chuyên gia về IPO tại E, cho biết châu Á-Thái Bình Dương từng là động lực chính cho thị trường IPO, nhưng hiện nay đang phải đối mặt với tâm lý thị trường tiêu cực do nhiều yếu tố bất lợi tác động. Ngược lại với châu Á, thị trường IPO tại châu Âu lại khá sôi động. Số lượng thương vụ IPO đạt 69, tăng 10% so với năm trước, với tổng giá trị huy động vốn đạt 15,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 196%. Hoa Kỳ cũng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể với 80 thương vụ IPO, tăng 27% và giá trị huy động vốn đạt 17,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 75%. Trong khi đó, thị trường IPO tại Trung Quốc lại đang chứng kiến sự ảm đạm nhất. Số lượng thương vụ IPO chỉ đạt 44, giảm 75% so với năm trước, giá trị huy động vốn cũng giảm 85% xuống còn 4,6 tỷ đô la Mỹ.
IPO ở Đông Nam Á cũng đang gặp khó khăn, với số lượng thương vụ giảm 23% và giá trị huy động vốn giảm 60%. Theo dữ liệu của LSEG, thương vụ IPO lớn nhất tại châu Á-Thái Bình Dương là của hãng trà sữa Trung Quốc CSAO Panda, huy động được 313 triệu đô la Mỹ tại sàn Hồng Kông vào tháng 10 năm 2024. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty này đã liên tục giảm giá trong thời gian gần đây. Cernel Smart Logistics Network, nhánh Logistics của Alibaba Group Holding, được kỳ vọng là một trong những đợt IPO lớn nhất trong năm nay, với mục tiêu huy động ít nhất 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong một động thái bất ngờ, Alibaba đã thông báo hủy kế hoạch niêm yết của Cernel trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Dù thị trường IPO ở châu Á đang gặp khó khăn, Ấn Độ lại đang thể hiện xu hướng ngược dòng. Nhờ vào tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, quốc gia Nam Á này dẫn đầu về số lượng thương vụ IPO với 151, chiếm 27% toàn cầu, và đứng thứ hai về giá trị huy động vốn với 4,7 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý rằng Ấn Độ đang phải đối mặt với những thách thức riêng biệt. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO, lần đầu tiên xuất hiện vào năm ngoái. Với tư cách chủ nhà, Thủ tướng Modi đã chọn hình thức họp trực tuyến thay vì trực tiếp cho cuộc họp năm nay sắp được tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Thủ tướng Modi dự kiến sẽ vắng mặt. Sự khó chịu của Ấn Độ một phần xuất phát từ thực tế là Trung Quốc ngày càng muốn kiểm soát SCO. Trên thực tế, ngoài trừ Ấn Độ, các thành viên khác của SCO đều đã tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường. Ấn Độ gọi sáng kiến này mang hơi hướng của chủ nghĩa thực dân. Ấn Độ cũng là quốc gia duy nhất có hệ thống chính trị gần với một nền dân chủ hoàn chỉnh trong số các thành viên SCO. SCO được thành lập tại Thượng Hải vào năm 2001, gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Sau đó, Trung Quốc dẫn đầu quá trình phát triển và mở rộng nhóm, đồng thời kêu gọi các thành viên duy trì giá trị chung mà họ gọi là tinh thần Thượng Hải. Trung Quốc đã cản Ấn Độ gia nhập nhóm các nhà cung cấp nguyên liệu hạt nhân, NSG, gồm 48 thành viên. Trung Quốc cũng đã chờ để Ấn Độ và Pakistan cùng vào SCO một lúc. Năm 2017, Liên minh Chiến lược Trung Quốc-Pakistan chống lại lợi ích của Ấn Độ chỉ là một ví dụ về sự khác biệt trong SCO. Đây là điều cản trở tổ chức phát triển thành một khối gắn kết như G7. Trong bối cảnh này, câu hỏi tại sao Ấn Độ lại đồng ý nhập SCO được đặt ra. Lời giải thích được đưa ra có thể liên quan đến xu hướng phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh đấu tranh địa chính trị ngày càng gay gắt. Không muốn liên kết chặt chẽ với bất kỳ khối quyền lực nào, gia nhập SCO giúp Ấn Độ hợp tác tốt hơn với nhiều nước Trung Á trong các vấn đề kinh tế và an ninh. SCO, Liên minh Á-Âu hay công cụ chống phương Tây? Việc Ấn Độ tham gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO, đã và đang là đề tài nóng hổi trong giới phân tích chính trị quốc tế. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự chia rẽ sâu sắc giữa phương Tây và trục chiến lược Nga Trăng, nhiều ý kiến cho rằng SCO là một liên minh Á-Âu chống lại sự thống trị của phương Tây. Tuy nhiên, sự hiện diện của Ấn Độ trong SCO đã làm mở đi khái niệm về một cuộc chiến tranh lạnh mới, thay vào đó là một bức tranh phức tạp hơn, nơi các quốc gia tìm kiếm sự cân bằng lợi ích và thúc đẩy đa phương. Theo quan điểm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, thế giới đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh giữa dân chủ và chuyên quyền, tự do và đàn áp, trật tự dựa trên luật lệ và trật tự bằng vũ lực. SCO được xem là một đối trọng với phương Tây, trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận. Liệu Ấn Độ, với vị thế là một cường quốc khu vực và đối tác chiến lược của Mỹ, có thực sự là một thành viên thuộc phe chống phương Tây hay không? Thực tế, Ấn Độ chưa bao giờ công khai khẳng định SCO là một khối chống phương Tây. Thay vào đó, New Delhi luôn nhấn mạnh vai trò của SCO trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, an ninh và văn hóa giữa các thành viên. Tuy nhiên, việc Ấn Độ tham gia SCO cũng thể hiện sự bất đồng của họ với những chính sách của phương Tây, đặc biệt là việc Washington tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đối với Ấn Độ, tham gia SCO mang lại một số lợi ích về mặt chính trị và ngoại giao. New Delhi có thể tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc, đồng thời củng cố vị thế của mình trong khu vực. Tuy nhiên, lợi ích thực tế mà Ấn Độ thu được từ SCO vẫn còn hạn chế. Việc SCO chỉ có giá trị tượng trưng đối với New Delhi, thông qua việc nhấn mạnh tính độc lập của chính sách đối ngoại và cam kết đối với chủ nghĩa đa phương. Ấn Độ muốn đóng vai trò cầu nối giữa phương Tây và các nước SCO. Tuy nhiên, sự hiện diện của Ấn Độ trong cả SCO và BRICS, nhóm các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, làm giảm vai trò của SCO như một khối chống phương Tây. Cần lưu ý rằng Ấn Độ, Nga và Trung Quốc cũng là thành viên của khối BRICS, được thành lập vào năm 2009. Do đó, Ấn Độ không cần phải tham gia SCO để đóng vai trò là cầu nối giữa các quốc gia. Ban đầu, SCO được thành lập như một khối an ninh khu vực. Tuy nhiên, sau cuộc chiến tranh ở Ukraine, SCO ngày càng có xu hướng chống phương Tây. Điều này không phù hợp với mối quan hệ chặt chẽ của Ấn Độ với phương Tây, cũng như sự ủng hộ của New Delhi về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do,
cởi mở và dẫn dắt. Điều đáng chú ý là Trung Quốc và Nga đã bác bỏ thuật ngữ Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, khẳng định khu vực này vẫn được gọi là Châu Á Thái Bình Dương. Sự khác biệt về quan điểm này cho thấy sự phân hóa trong SCO và thách thức đối với sự thống nhất của khối này trong tương lai. Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Bộ Tứ Kim Cương, gồm Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản, đang được củng cố thông qua việc Ấn Độ thường xuyên tham gia cuộc tập trận Malabar hàng năm. Tuy nhiên, việc Thủ tướng Modi không tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO ở Astana đã dấy lên những nghi vấn về vị thế của Ấn Độ trong tổ chức này. Dù sự vắng mặt của Thủ tướng Modi chưa thể khẳng định Ấn Độ muốn rời bỏ SCO, nhưng điều này cho thấy những khác biệt ngày càng lớn về đối ngoại và triết lý hoạt động giữa Ấn Độ với tổ chức do Nga dẫn đầu. Bên cạnh đó, Croatia, quốc gia có diện tích 56.000 km² và dân số chưa tới 4 triệu người, từng là một phần của liên bang Nam Tư cũ, nay đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn với bờ biển trải dài dọc Địa Trung Hải và dãy núi hùng vĩ. Không chỉ nổi tiếng với đội tuyển bóng đá thường xuyên góp mặt tại các giải đấu lớn, Croatia còn sở hữu vô số cảnh đẹp, thu hút hàng chục triệu khách du lịch quốc tế mỗi năm. Về trong nước, chính phủ vừa ban hành nghị định 70/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo nghị định mới, thông tin về số chứng minh nhân dân chính số và số định danh cá nhân đã hủy sẽ được mã hóa và tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước. Kể từ ngày 1 tháng 7, các cơ quan, tổ chức sẽ quét mã QR trên thẻ căn cước để lấy thông tin phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, cũng như các giao dịch và hoạt động khác. Người dân cũng không cần xuất trình giấy xác nhận chứng minh nhân dân chính số nữa. Ngày 28 tháng 6, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt quả tang và đang lập hồ sơ xử lý vụ xăng chiết ga trái phép được ngụy trang trong container. Trước đó, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kinh tế, Công an thành phố Thủ Dầu Một phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế, môi trường Công an tỉnh Bình Dương đã kiểm tra khu vực đất trống chứa nhiều thùng container tại đường DS54, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Tại đây, công an phát hiện ông Nguyễn Bá V, 38 tuổi, đang xăng chiết ga trái phép bằng cách kết nối ống dẫn khí từ van bồn chứa trên xe bồn ghi biểu tượng chứa khí dầu mỏ hóa lỏng LPG vào van bồn khác được ngụy trang bên ngoài bằng các tấm tôn trên một ô tô tải không biển số. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 ô tô tải, 3 máy nén khí màu xanh, 39 bình ga đã chiết rót, đóng niêm phong màng co giả của các nhãn hiệu ga nổi tiếng trên thị trường cùng với 11 vỏ bình ga đã qua sử dụng, với tổng giá trị tài sản là khoảng 1,5 tỷ đồng. Ông V đã thừa nhận đã sử dụng bồn chứa ngụy trang bằng các tấm tôn và 3 máy nén trong thùng container để nạp ga vào các bình loại 12kg rồi bán ra thị trường. Tin tức giao thông nghiêm trọng liên quan đến vụ ô tô tông nhiều xe máy ở thành phố Vũng Tàu khiến 2 người tử vong tối 27 tháng 6. Cơ quan chức năng xác nhận nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh, 37 tuổi, trú tại phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, có nồng độ cồn ở mức rất cao. Rất một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng ngày 28 tháng 6 tại thành phố Vũng Tàu, khiến một người phụ nữ tử vong và một người khác bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khi một xe máy do một phụ nữ điều khiển va chạm với một xe tải trên đường. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, còn người ngồi sau bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Công an thành phố Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sao, cập nhật tình hình người lang thang, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông báo của Công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 6, sau 10 ngày ra quân từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 6, lực lượng chức năng đã ra soát tuần và xử lý các trường hợp trẻ em, người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp trên địa bàn thành phố. Kết quả, 90 người đã được đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội. Lực lượng chức năng kiểm tra 1.089 lượt, phát hiện 207 trường hợp người lang thang xin ăn và lập hồ sơ đưa 90 người về trung tâm hỗ trợ xã hội. Một số người dương tính với ma túy cũng đã được đưa đi cai nghiện tập trung. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình trạng người lang thang xin ăn có xu hướng tăng, đã bị ở ngoại thành nhiều người giả dạng hoặc là lợi dụng trẻ em để xin ăn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường du lịch của thành phố. Hồ Chí Minh đã thực hiện cơ chế phối hợp để xác định các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Trước đó, đã tập trung 1.566 trường hợp vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Các phường, xã, thị trấn cũng đang ra soát và xử lý các trường hợp tương tự. Sao, gần 100 trẻ em gái và phụ nữ trẻ ở quận Bình Tân được tiêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung và HPV. Trong 2 ngày 27 và 28 phần 6, gần 100 trẻ em gái và phụ nữ trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở quận Bình Tân đã được tiêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung và HPV. Ông Nguyễn Phước Đăng, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế CT, cho biết ung thư cổ tử cung là một trong 3 bệnh lý ung thư gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ Việt Nam. Việc tiêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung và HPV là một biện pháp phòng ngừa hiệu quả để bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ. Lễ hội Sen Hà Nội,
nét đẹp văn hóa và cơ hội phát triển. Diễn ra vào ngày 16 tháng 7 tại Không gian Văn hóa Sáng tạo Tây Hồ, lễ hội Sen Hà Nội hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn. Một trong những điểm nhấn của lễ hội là khu trưng bày giới thiệu và trình diễn các sản phẩm liên quan đến sen. Từ hoa sen, tơ sen, chè sen, xôi sen, giò sen cho đến các món ăn từ sen, các sản phẩm trang trí thủ công mỹ nghệ liên quan đến sen đều được trưng bày. Đặc biệt, lễ hội cũng giới thiệu một số giống sen quý từ các vùng miền trong cả nước. Nghệ thuật ướp trà sen vùng Tây Hồ sẽ được tôn vinh trong lễ hội. Sen Hồ Tây, hay còn gọi là sen Bách Diệp, với đặc điểm cánh hoa kép màu hồng, hương thơm lông, là loại sen đặc biệt được dùng để ướp trà. Tuy nhiên, do sự thay đổi của thời tiết và chất lượng nước, từ năm 2018, diện tích trồng sen làm nguyên liệu cho nghề ướp chè sen đã bị thu hẹp. Lễ hội sen lần này cũng nhằm khơi dậy đề án khôi phục và phát triển cây sen tại một số hộ nhỏ quanh Hồ Tây, góp phần duy trì và phát triển nghề ướp trà sen truyền thống. Lễ hội sen Hà Nội nằm trong chiến lược phát triển văn hóa của thành phố, mở ra nhiều cơ hội quảng bá du lịch và phát triển các sản phẩm sáng tạo từ sen. Sản phẩm từ sen như tơ sen và trà sen, với quy trình sản xuất công phu, được người nước ngoài ưa chuộng, tạo ra nguồn thu lớn và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những con chó, mèo tội nghiệp bị nhốt trong các xe tải, xe máy, khi đến nơi chúng bị đối xử tàn nhẫn, giết một cách dã man trước khi bị bán cho các nhà hàng. Bà Ninh Thị Phương Thảo, điều phối viên của FORP International tại Việt Nam, cho biết, chúng tôi chứng kiến cảnh chó và mèo bị đánh chết bằng gậy, bị giật điện hoặc bị cắt cổ. Nhiều trong số này bị vận chuyển trái phép trong khoang hành lý của xe khách mà hành khách không hề hay biết. Việc kiểm soát tại các trạm kiểm dịch động vật hiện nay còn nhiều thiếu sót, tạo điều kiện cho những kẻ buôn bán chó mèo trái phép lợi dụng. Những kẻ buôn bán chó mèo đã sử dụng phương tiện giao thông như xe khách để tránh bị phát hiện. Cảnh sát giao thông thường không kiểm tra các xe khách trừ khi có thông tin cụ thể về hành vi vận chuyển động vật trái phép. Bà Thảo nhấn mạnh, cần tăng cường hơn nữa công tác thực thi luật giao thông đường bộ và kiểm dịch động vật. Việc kiểm soát vận chuyển và buôn bán chó mèo hiện nay chưa thực sự hiệu quả, đẩy mạnh nguy cơ truyền bệnh từ động vật sang người. Buôn bán thịt chó mèo không chỉ là những hành vi tàn nhẫn đối với động vật mà còn thúc đẩy tình trạng trộm cắp thú cưng trở nên phổ biến, gây ra nỗi đau không chỉ cho động vật mà còn cho chủ sở hữu của chúng. Theo khảo sát của FORP vào đầu năm 2021, 91% người dân Việt Nam muốn chính phủ hành động và cấm hoặc không khuyến khích việc buôn bán chó mèo lấy thịt. Đặc biệt, 88% hoàn toàn ủng hộ lệnh cấm buôn bán thịt chó mèo và 95% cho rằng việc tiêu thụ thịt chó mèo không phải là một phần văn hóa của Việt Nam. Việc ban hành quy định nghiêm ngặt để Israel tuyên bố sẽ làm cỏ Hezbollah sau khi đánh bại Hamas. Thiếu tướng Tomer, tư lệnh không quân Israel, cho biết Hamas sắp bị đánh bại và quân đội Israel đã sẵn sàng mở mặt trận mới ở phía Bắc chống lại Hezbollah. Ông Tomer đưa ra tuyên bố này tại buổi lễ tốt nghiệp của các phi công trẻ. Thị trường IPO châu Á chững lại. Thị trường IPO ở châu Á đang chững lại sau khi thương vụ IPO lớn nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương của hãng trà sữa Trung Quốc, CHP Panda, liên tục giảm giá. Ấn Độ ngày càng xa rời Trung Quốc. Ấn Độ đang thể hiện dấu hiệu ngày càng xa rời Trung Quốc khi có động thái mới liên quan đến Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO. Tin tức trong nước, sao quyết định mới về thẻ căn cước công dân sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Sao vụ nữ tài xế ở Vũng Tàu tông chết hai mẹ con và làm 5 người khác bị thương, công an cung cấp chi tiết vụ việc. Sao 90 người lang thang được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội tại TP. Hồ Chí Minh, sao điều tra kín tiếng hé lộ hoạt động buôn bán chó mèo lấy thịt dọc quốc lộ A. Trump chỉ trích Biden về việc rút quân khỏi Afghanistan. Cựu Tổng thống Donald Trump, năm nay 78 tuổi, đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Joe Biden về việc rút quân khỏi Afghanistan vào mùa hè năm 2021, cho rằng điều đó đã khuyến khích Nga tấn công Ukraine. Đó là một ngày đáng xấu hổ trong lịch sử nước Mỹ, ông Trump tuyên bố, đồng thời bỏ qua thực tế rằng chính quyền của ông đã đồng ý với Taliban về việc rút quân. Biden bị cho là thiếu năng lượng trong cuộc tranh luận. Trong một cuộc tranh luận nóng bỏng, Tổng thống Biden, năm nay 81 tuổi, bị cho là thiếu năng lượng và thường xuyên dừng lại giữa chừng. Ông cũng nhầm lẫn về loại tên lửa Iran tấn công Israel. Phóng viên CNN John King gọi đây là cuộc tranh luận thay đổi cuộc chơi theo cách tồi tệ nhất đối với Tổng thống Biden. Cả hai ứng cử viên đều thảo luận về thành tích của nhau, nhưng Tổng thống Biden thể hiện ảm đạm, có thể ảnh hưởng tới lá phiếu của cử tri.